Xin chào các phụ huynh và các em hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách khoa lớp 1 Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài tập là phép trừ trong phạm vi 100 trừ không nhớ đây Cũng tương tự vậy hai số hay là hai số hàng đơn vị đặt theo hàng đơn vị hàng chục đặt theo hàng chục hai hàng đơn vị chúng ta sẽ trừ cho hàng đơn vị Vậy 7 ta trừ 3 là bằng 4, viết 4. Ừ, người ta bên nói nè, 7 ta trừ cho 3 là bằng 4, viết 4. Tương tự cái hàng chục. 5 ta trừ 2, 5 ta trừ 2 là bằng 3, viết 3. Rồi. Dạ cái này là gì? Trừ ra bao nhiêu? 34. Rồi, tương tự những cái bài khác tiếp theo thôi. 5 ta trừ 4 là bao nhiêu? Bằng 1 viết 1. 8 ta trừ 6 là bằng 2, viết 2. À. 9 trừ cho 5 bằng 4, viết 4. 4 là trừ 2, còn 2. Viết thẳng hàng à. Thẳng hàng đơn vị, theo hàng đơn vị. Hàng chục, thay hàng đơn chục à? 8 là trừ 2 bằng 6. 9 là trừ cho 7, còn là 2. 5 là trừ 5 bằng 0, viết 0. 3 ta trừ cho 1 còn là 2. 9 ta trừ 3 còn 6. 5 ta trừ 5 còn 0. Rồi các bạn đặt tính thuộc tính. Rồi bài này thầy sẽ đặt qua đây. 67 trừ cho 22. Nào. 7 ta trừ cho 2 còn là 5. Tức 5. 6 ta trừ 2 còn 4. Được không? Rồi, 56 là trừ cho 16. 6 là trừ 6 bằng 0, viết 0. 5 ta trừ cho 1 bằng 4. Ừ. Rồi tiếp theo bài này. 94 trừ cho 92. 4 là trừ 2 bằng 2, 9 trừ 9 bằng 0. Rồi 42 trừ 42, 42 là trừ 42 mươi hai 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 4 không là trừ 4 còn không 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 rồi chín là trừ sáu mươi là trừ 6 còn ba chín là trừ sáu còn ba rồi cao số cái số hai người ta từ như vậy có kết quả đúng hay không đúng thì ghi đúng mà trừ như, như kết quả mà không thấy đúng thì ghi sai được không? Người ta kiểm tra lại kết quả này coi là đúng không 7 tích trừ cho 5 cộng 2 ok 8 ta trừ 3 cộng 5 đúng đúng đi đúng 8 ra trừ cho 1 cộng 7 mà đây ghi 6 à, coi như sai không cần không cần thiết phải để coi con số này được 8 là trừ 1 còn 7 nhưng mà đây ghi 6 là sai không cần thiết phải không cần thiết phải kiểm tra con số bóng 5 là trừ 4 còn 1 ok 9 là trừ cho 2 còn lại 7 mà đây ghi 6 9 là trừ 2 còn 7 mà ghi đây ghi 6 là sai 3 ta trừ 2 Còn 1 mà đã ghi 5 à, 3 là trừ 2 Còn 1 mà đã ghi 5 Là sai Không cần quan tâm con số trước 7 là trừ cho 3 Còn 4 Ok 5 là trừ cho 2 Còn 3 Ok 4 là trừ cho 1 Còn 3 Ok 7 là trừ 1 Còn 6 Ok Con sau ok Con trước ok Là đúng nha tám ta trừ không còn tám ok tám ta trừ tám còn không ok hai con ok là đúng bảy ra trừ cho bảy còn không ok bốn ra trừ cho bốn còn không ok đúng Rồi, bài cuối cùng, bài số 3. Quyết sách của Lan gà gồm mươi 64 trang Lan đã đọc hết 24 trang hỏi Lan còn đọc bao nhiêu trang nữa thì hãy quyển sách à, hỏi gì bỏ chữ hỏi bỏ bao nhiêu bỏ đây luôn à len còn phải đọc là hạt có thể nói gì hoặc là số trang sách thôi như lại cái này thôi bây giờ dòng mất không len còn phải đọc là chấm chấm sáu mươi bốn trang mà đọc đã hai mươi bốn trang là bao nhiêu? 4 này, ta trừ 4 còn 0. 6 này, ta trừ 2 này, còn 4. Vậy là 40. 40 trang chưa đọc. Được không? Làm số. 40 trang Rồi, bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Chào dạ, các em.